Miss Grant lộ lý do Philippines bị Mr. Nawat đá khỏi top 20, một hoa hậu bật khóc nức nở. Mới đây, chủ tịch Miss Grand International đã tiết lộ một số lý do người đẹp Nikki De Mora không có mặt trong top 20 chung cuộc. Nhiều người hâm mộ nhan sắc cho rằng cô bị loại là đáng tội. Việc đại diện xứ sở nghìn đảo bất ngờ out top hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023 khiến không ít fan sắc đẹp bàn tán. Bởi lẽ, từ ngày đầu nhập cuộc, cô nàng luôn được đánh giá là một nhan sắc tươi trẻ và có ngoại hình ấn tượng. Đó là chưa kể giải SAS Philippines đang rất có tiếng tăm tại chiến tuyến Miss Grand International. Thế nhưng, tất cả hành trình cuộc thi, mỹ nhân tóc mây lại không thể hiện được tinh thần sẵn sàng nhập cuộc. Mặc dù có mặt tại Việt Nam khá sớm, nhưng người hâm mộ nhan sắc không thấy sự lan tỏa hết mình của cô qua các phần thi phụ. Đáng chú ý, Nikki De Mora đã không tham gia hoạt động bên lề Grand Voice mà còn thản nhiên trả lời: "Tôi không phải ca sĩ nên không cần tham gia" khi được hỏi lý do. Chưa dừng lại ở đó, một tài khoản mạng có tiết lộ đại diện Philippines bị loại là vì người đẹp tỏ thái độ với Mr. Nawat, ekip Miss Grand International. Ngay cả khi họ ra sức tiếp năng lượng để cô tự tin tỏa sáng hơn thì cô tiếp tục cho là bản thân không cần làm vậy. Với một cuộc thi đòi hỏi sự cá tính cũng như tinh thần hợp tác như Hoa hậu Hòa bình quốc tế thì rõ ràng Nikki De Mora đã bị mất điểm hoàn toàn. Chẳng những thế, trong đêm chung kết diễn ra hôm 25 tháng 10, sau khi nhận tin trượt top 20, người đẹp 19 tuổi đã cuốn gói ra về mà không tham gia các hoạt động vinh danh chúc mừng tân hoa hậu người Peru. Có lẽ đây là một bài học rất lớn cho Nikki De Mora khi cô còn quá trẻ và cần nhiều kinh nghiệm để cọ sát hơn. Sau khi lý do đại diện xứ nghìn đảo bị loại được lan truyền khắp các diễn đàn sắc đẹp, nhiều cư dân mạng đã thi nhau để lại bình luận rằng cái nết vậy giữ lại đồng diễn là may lắm rồi. Tại sao em đi thi mà muốn người ta đối xử như một celeb? Sốc thiệt, mà nếu vậy thì out top là đúng. Thái độ hơn trình độ, Miss Grand International đi thi phải chơi hết mình, còn mà thanh lịch sang trọng, hình tượng đẹp đẽ thì nên tìm cuộc thi khác. Đáng nói là trước đó không lâu, chính Mr. Nawat và bà Teresa đã có mặt tại Philippines để trao sắc hoa hậu cho Nikki De Mora. Điều này chứng tỏ phía ban tổ chức rất coi trọng việc các cuộc thi con lựa chọn thí sinh gửi đến cuộc thi Miss Grand International với tư cách là hoa hậu thực thụ chứ không phải theo hình thức bổ nhiệm. Vậy mà người đẹp 19 tuổi lại khiến họ thất vọng tràn trề và có lẽ fan sắc đẹp quê nhà cũng không thể tự hào vì có một đại diện hành động thiếu chuyên nghiệp như thế. Hiện tại, Nikki De Mora đã khởi hành về nước, chính thức khép lại hành trình chinh phục vương miện Miss Grand International tại đất nước hình chữ S. Tại diễn biến khác, mạng xã hội bất ngờ đào lại đoạn video clip Isabella Menin, Miss Grand International 2022, khóc nức nở ở sân bay tại Thái Lan, đồng thời bày tỏ sự cảm kích và biết ơn xứ chùa vàng. Chứng kiến hành động này của nàng hậu, người hâm mộ xuất hiện tại đây đã phải liên tục dỗ dành và nói: "Chúng tôi yêu bạn." Được biết, khoảnh khắc trên được ghi lại tại thời điểm Isabella Menin ở Thái Lan ngày cuối trước thềm sang Việt Nam để đồng hành cùng các thí sinh trong mùa giải Miss Grand International 2023. Đặc biệt, trong đêm chung kết gần đây, giây phút final walk trên sân khấu, nàng hậu một lần nữa bật khóc khi có những chia sẻ tới người hâm mộ trước lúc kết thúc nhiệm kỳ. Khán giả có mặt tại nhà thi đấu Phú Thọ cũng liên tục an ủi và mong cô ngừng rơi nước mắt trong thời khắc quan trọng. Đây không phải là lần đầu tiên hay lần thứ hai người đẹp đến từ Brazil không kìm được cảm xúc, nức nở khi sắp kết thúc một năm nhiệm kỳ. Công chúng đã từng bắt gặp khoảnh khắc xúc động này tại buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ của cô nàng trước đó không lâu. Khó lòng phủ nhận, Isabella Menin đã có một khoảng thời gian khá rực rỡ trên cương vị Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Bằng chứng là người đẹp có dịp đến nhiều nơi, góp tiếng nói, sức lực và tạo sức ảnh hưởng tại nhiều hoạt động thiện nguyện. Hiện tại, cô đang có chuyến du lịch ở Việt Nam cùng bà Teresa, Phó Chủ tịch Miss Grand International.